Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Jin Jin Vlog, cuộc sống và những trải nghiệm. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một món, đó là món nem lụi nha mọi người. Nem lụi thì mình mua sẵn ở siêu thị rồi. Đấy. Siêu thị người ta sẽ cuốn ra những cái như thế này. Một khay này là mình mua 50 mấy nghìn ý, mình nhớ không nhầm như thế. Đấy. Một khay này là có khoảng hơn chục cái gì đấy. Làm sẵn hết này khá là tiện lợi ý. Thì mình sẽ cho vào nồi chiên không dầu đây. Đây, nồi chiên không dầu để nướng nha mọi người. Mình lót một lớp giấy bạc ở đây rồi. Đấy. Ngoài món nem lụi này ra thì hôm nay mình có mua một ít trứng vịt lộn này mọi người. Mình đang luộc. Lâu rồi không ăn thì cũng muốn ăn ý mọi người. Bây giờ mình sẽ tháo cái này ra để cho vào nồi chiên không dầu nha mọi người. Mình mang đi nướng. Cái này là mình cũng có quay một lần rồi ý. Ăn khá là ngon. Là mình hôm nay mình lại làm tiếp. Mà mùa đông rồi mà cứ vẫn nóng như mùa hè mọi người. Thế là vẫn thèm ăn những cái món mà cuốn nhiều rau ấy, cho nó mát. Cái nồi này của mình cũng nó cũng không to lắm. Thế là phải nướng, phải chia thành hai mẻ ấy. Mà nướng cái này nó cũng nhanh thôi. Mình cứ set up 200 độ là nướng khoảng 15 phút là ok ấy. Sau một hồi chuẩn bị thì mình cũng đã làm xong món nem lụi rồi mọi người. Nem lụi mình nướng xong rồi này, trứng vịt lộn cũng đã luộc chín rồi này. Đây mình có pha, đây là bát mắm nêm nha mọi người. Đấy. Mắm nêm thì mình đã dạy cách pha ở những video trước rồi, mọi người có thể xem lại nhá. Đây có dưa này, dứa này. Trứng vịt lộn thì không thể thiếu rau răm này, gừng này. Ở đây mình cũng chuẩn bị một bát rau sống rất là ngon. Đấy, có rau xà lách và các loại rau thơm. Mời mọi người ăn cùng mình nha. Giờ mình sẽ gói thử cho mọi người xem nhá. Cái lá nem này thì mình mua ở quán tạp hóa thôi. Mọi người có thể ra quán tạp hóa hỏi là mua cái bánh đa nem để làm cuốn ấy, thì người ta sẽ đưa cho cái lá như thế này. Lá này thì nó vừa ăn mà nó rất là mềm ấy, gói cũng rất là dễ. Đầu tiên là mình sẽ cho một ít rau xà lách này. Xà lách này, một ít rau thơm nhá. Rau thơm này. Xong rồi mình sẽ lấy một cái nem, miếng nem lụi như thế này. Cho vào đây. Rút ra như thế này ấy. Rồi mình sẽ cho một miếng dưa này. Một miếng dứa này. Cuộn lại. Thế là xong một cuốn. Mọi người chấm vào cái mắm nêm này. Nem lụi thì phải có mắm nêm mà. Rất là vừa ăn mọi người ạ. Giờ mình sẽ ăn trứng vịt lộn nha mọi người. Trứng lộn mình sẽ đập ra bát này. Trứng hôm nay mua được rất là ngon. Mình sẽ cho một ít gừng này, muối, một vài lá rau răm. Mời mọi người ăn cùng mình nha.
đây mình cũng xin giới thiệu với mọi người, đây chính là món lạp xưởng nhà mình tự làm nha mọi người. Ở chỗ mình thì bây giờ gần Tết rồi ấy, làm cũng rất là nhiều. Nói không phải khen chứ thì mình đi thử rất nhiều loại lạp xưởng ở rất nhiều nơi rồi, nhưng mà mình vẫn thích nhất đó chính là lạp xưởng ở quê mình mọi người ạ. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Nếu yêu quý kênh của mình thì đừng quên cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những video tiếp theo nhé. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Tạm biệt.